đi chợ các bạn ơi. Cho lên truyền hình luôn nè. Ông nội ơi, về cắt bỏ hay là muốn lên? Ui, đâu phải ca sĩ gì đâu mà lên. Trời ơi, ca sĩ mới lên được sao? Làm mướn người ta. Mình có điều kiện mà. Thấy không? Mình anh em mình có điều kiện là mình lên là mình lên à. Cần phải ca sĩ mới lên. Nguy kịch rồi các bạn ơi. Chưa anh? Qua lòng dây bên đây lại nè, cho nó qua lỗi lại. Ôi, chiếc này là ngang 5m4 đó nha các bạn. Dài chiếc này 23m đâu lại nha, 23 đến 22m đâu lại đó nha. Không có gãy đâu. Cái cầu đôi, chiếc đực ha. Rồi nó qua đây các bạn ơi. Ngày á. Tại vì chiều nước nó cũng bị gồng rồi các bạn ơi. Phải vô nó cũng hơi khó ha. Để nối thì mới cổng dây vậy nè. Rồi thì hai người hai bên để mình chỉnh cho cái mũi tiếp đó các bạn, cho nó ngay ha. Cái mũi nó bị lệch bệnh. Rồi, im rồi các bạn ơi.
Rồi tiếp tục là vô nữa đó các bạn ơi. Rồi bây giờ tiếp tục ảnh nhóm lên cái các bạn ơi. Nói chung thì đó, để máy rồi đó. Đây nè. Mấy bị bạc qua đây rồi đó. Nó hơi bị bạc cái mũi qua đây rồi các bạn ơi. Bây giờ phải xả bá lan ra hơi bớt ha. Nó hơi cắn lên đây xíu rồi.